thời đi học, ngữ văn là một trong những môn gây nản lòng đám học trò nhất. Phải dùng tâm hồn bay bổng để cảm thụ, học thuộc ý thơ dài lê thê hay nghe lời cô giảng không khác gì vua ngủ, là combo ác mộng khiến học sinh cứ nghĩ đến văn là sợ, cứ đến tiết lại thi nhau ngủ gục hay làm việc riêng trong giờ. Học môn nào cũng cần bí kíp và kinh nghiệm. Để học được môn văn, học sinh cần phải ghi chép thật nhanh. Vì khi giảng bài giáo viên nói rất nhiều, không thể đọc từng từ cho chép được nên học sinh phải biết cách tốt ký, đánh dấu từ khóa trong sách rồi ghi ngắn gọn ý nghĩa của từ. Vậy nên, muốn biết ai học chăm văn cứ nhìn vào sách giáo khoa. Nếu sách dày đặc chữ thì đúng là dân học văn, còn nếu sách trống trơn chắc hẳn học trò đó trong giờ không học hay lại làm chuyện riêng không chú ý nghe giảng rồi. Bức ảnh nói hộ nỗi lòng chung của dân học văn sau khi chia sẻ vào Rao Học Đường nổi tiếng đã ngay lập tức nhận được gần 20.000 lượt like, share và nhiều bình luận đồng cảm nỗi lòng của cộng đồng mạng. Chữ chằng chịt thế này nhất định là của dân học văn rồi. Ảnh Quyền Trang. Cụ thể, trang sách nữ sinh ghi kín chữ này nằm trong bài thơ Diệt Bắc của Tố Hữu. Với mỗi từ khóa cô bạn lại dùng bút ghi li rồi ghi ngắn gọn ý nghĩa hay cách dùng nghệ thuật của từ. Mỗi đoạn nữ sinh ghi bằng màu mực khác nhau nên tuy dày đặc chữ nhưng nhìn vẫn rất khoa học, tiện lợi cho nay mai ôn bài chỉ cần đọc qua một lượt đã hiểu hết vấn đề. Chưa thể viết vào dở mỗi lần tìm lại loạn hết cả đầu nên cô nàng ghi luôn vào sách cho tiện, mỗi lần học chỉ cần lật ra đúng bài mình cần. Ngay sau khi đăng tải, bài đăng đã nhận được rất nhiều lượt bình luận và chia sẻ. Nhiều học sinh không khỏi nhớ lại quãng thời gian học văn, tai thì nghe nhưng tay phải liên hoàn ghi chú và chép. Ngày xưa cũng như vậy, sách văn là phải ghi kín luôn, có khi lấy giấy nota chồng lên nhau luôn ý. Nhiều khi đến lúc cần viết nghị luận văn học thì cần sửa chút rồi bi trang làm là ô tô điểm cao rồi, bạn Song Nhi bình luận. Vậy nên mình chỉ thích học sách cũ của chị, cũng ghi chú thế này nên có gì chỉ cần đọc trước rồi mai nghe giảng mới vào đầu, bạn Quyền Trang chia sẻ. Sách nào mình cũng ghi dày khoảng trống luôn, lỡ mà có trống thì cũng lấy kiến thức môn khác ghi vào cho kín, bạn Thu Thu bình luận. Mỗi lần học mình đều ghi tùm luôn ra sách thế này để cảm thấy bản thân thật chăm chỉ, bạn Lính Như chia sẻ. Ảnh Linh Trúc. Ảnh Như Quỳnh. Một số quyển sách văn cũng chịu chung số phận của cộng đồng mạng. Ảnh Quang Phan Quang.